hội đồng dòng họ là vận động, tức là cái này thì quy quỹ này thấy nó là quỹ mà nói tất cả quỹ thì ban vận cái quản lý ban quỹ ban quỹ nào chỉ là người giúp việc cho hội đồng thôi. Thế nha, quỹ này là nằm ở cái quỹ chung của, tức là nằm trong tài khoản của hội đồng, nhưng mà chi riêng cái nào là cái như vậy có cho cái này của cái nào chi riêng cái nào chi riêng cái đó sau này các bạn như chi riêng cái nào thì tôi đề nghị là cái này ví dụ như bên trong này là trong cái tài khoản của dòng họ có thể là một chục tài khoản các bạn, một chục khoản thì trong có khoản của cái nào, khoản nào chi khoản đó thì khoản cái nào này được bao nhiêu ở phường thì phường chi, còn ở trên thành phố vẫn đông được thì cho vào cái tài khoản đó và có người chi chung, chúng tôi chỉ là dự trù thôi đó. Và theo dõi thì có thể tức là giao cho bà Hà theo dõi được, theo dõi cái thu chi thôi chứ còn không trực tiếp nắm tiền. Nói rõ cái là như vậy, đó là vấn đề về vấn đề quan trọng thế. Thì tôi nghĩ là trước mắt là có thể thế này, để em có một ban đầu thì tôi dự kiến là trước mắt là có thể có được từ 3 đến 50 triệu. 30 triệu này tôi đề nghị thế này là mỗi một vị vì thế đâu lâu nhà phải có tiền nên là ta phải có cái thế mà, cho nên là dự kiến là mỗi một vị á, tôi đề nghị thế thì cái này mình ta thông qua mỗi vị trong ban chấp hành á, trong họ á, là cũng có 1 triệu. Đấy thì nếu có thì ta cũng được khoảng 20-30 triệu rồi. Ngoài tôi biết thế này thì hay là 500 thì tùy, nhưng mà theo tôi như vậy ít nhất là có thế. Thứ hai là ta sẽ vận động một số cái bà con mà làm ăn khá giả sẽ ủng hộ, thì cái này là quỹ của hội đồng. Thế còn vì còn ở cấp phường thì các phường còn làm thì chúng ta cũng không luôn qua này đến thì cho cái hội phường làm. Thế sau đó tùy tình hình chúng ta sẽ phát triển thêm, có thể lên khoảng 70-100 triệu trong quỹ này thì mới có cái điều kiện. Thế đấy là cái nội dung thứ tư mà ta cái này làm. Thế mà cái thứ năm là phải kết hợp đồng thời giữa cái xây dựng quy khoa và cái khuyến học khuyến tài với xây dựng tổ chức dòng họ ngũ ở các phường. Thì kết hợp này tôi có tiền tổ hơn tôi quá từ giờ đấy thì là tôi đã đảm nhiệm tôi lưu theo một số vị rồi thì ta sẽ tổ chức, thì chính cái tổ chức dòng họ này nó mới làm tốt trong khuyến học khuyến tài rồi. Nếu không tổ chức cái này được thì có cái tài nó không có cái kinh tế, là không có cái không có không vào nó, làm tức là cái không vào cái vào đó để họ làm. Thế thì riêng ở phường 5 năm thì tôi đã làm việc cũng quyết cái tài rồi, cái hội quyết làm của phường rồi và tôi đã làm việc một số rồi, thì tinh thần là làm cái này lại là họ tốt. Thì đấy là báo cáo về cái tinh thần dự kiến tới này trong 6 tháng đầu năm cuối năm tới ta sẽ làm số được như vậy. Thế còn lại thì các vụ việc khác thì như thế là quá trình làm thế bổ sung thêm báo cáo hội đồng, tinh thần báo cáo chung và có hết. Trước khi mình tập cơ chế thì bây giờ như vậy tiếp lần mình ở đây thì mình có cái này tự do thoải mái, đề nghị tiếp lần vừa nghe vừa tay thì nghe nhưng mà mồm thì vui vui đồ nên thì cứ tự nhiên nữa vậy để cho nó thuận tiện mình được vừa vui tai vừa vui mồm mình nghĩ tới những cái từ tôi kiến trước hết thì tôi thấy rằng cái theo cái chương trình cụ thể từng ban để nó cụ thể quá anh đó, là tôi thấy này thông minh cái công việc rất cụ thể của ban điều hành cái của từng ban sẽ làm để từ cái này đến nay để rồi hoàn chỉnh. Cái thứ hai là cái cụ thể vô cái ban của quý ông quý tài đó thì trước hết về quan điểm để mà thực hiện ra cái công việc mà quý học quý tài này như cá nhân tôi rất tâm tình ủng hộ về quan điểm các cái gì rất là nhiều. Thứ hai nữa trong chương trình hành động đó, tôi thấy cần tương đối cũng cụ thể bởi vì là làm cái gì cũng vậy à, cũng phải có thủ tục cái đầu tiên tức là tiền đâu mà điều này cái này là cái mà lưu ý để làm sao mình phải làm được cái này, tại vì có cái này á có đồng tiền rồi á thì ta mới đi làm công việc từ thiện xã hội giúp cho các con em ta có được cái đồng đỉnh để học hành, đó là cái cụ thể. Bởi vì cái như tôi thấy là vấn đề là cái vận động làm sao để có tiền là cái quan trọng. Cái thứ ba tôi góp ý
đúng là ta đang hình thành một bộ máy. Mình dùng từ, tôi xin lỗi, dùng từ bộ máy cho nó nghe ra, cho nó hình tượng rõ ràng, đúng là bộ máy. Từ dành đầu cho bằng được trước mặt phiếu nào cũng tài, để rồi ta hoạt động đến tận đến các cái các phương đó. Có nghĩa là ban phiếu thẩm tài của dòng họ, xong mình chúng ta gắn kết theo cái cách làm việc của từng chim, là gắn kết với lại các cái ban thành phố, rồi xuống cái ban phiếu thẩm tài của huyện và xuống phường, phường xã, đúng, rất tốt, rất hay. Riêng cá nhân tôi có băn khoăn suy nghĩ như thế này, tôi xin đặt lên ra để chúng ta cùng nhau bàn, để chúng ta thống nhất nhau cái cách làm. Phải chăng cái bộ máy tổ chức, mình dùng bộ máy đi, cái tổ chức về phiếu thẩm tài đó nhà nước đã có rồi. Hiện nay đó là bộ phiếu tài nó từ là trung ương xuống thành phố, đi thành phố mình có phiếu thẩm tài. Nên chăng chúng ta vẫn hình thành bộ hoạt động của mình, tự mỗi người có quận huyện, từng tỉnh nó ở quận huyện ở được cùng chúng ta điều hành mình nếu như vì sao tắt như là cái phương chính của nhà nước để hoạt động, tôi thấy là nó dựa vào cái đó hay hơn. Chứ chúng ta nên tự làm một mình cái ban cái ổng tài mình từ trên xuống dưới thì nó rất khó cho chúng ta và rất chậm, nên rằng chúng ta nên tắt vô. Ví dụ giờ ta làm gì một cái chương trình chung với ban sản phẩm tài, sau đó là từ đó ta loan vết chiều loan dần các quận và các phường xã, và mang những cái bộ máy mà chúng ta phân công đầy đủ chịu của quận con người rồi ban cái tài. Hôm nay chúng ta làm quận 6 rồi ban cái tổng tài của chúng ta làm việc thành phố, sau khi thống nhất được, thông tư tưởng được cái ban tổng tài của nhà nước rồi đó, từ thành phố xuống huyện đó, chúng ta là mình cũng đề xuất luôn một cái mục tiêu chủ trương và định xuất của mình như thế nào, mình nói rõ cho người ta. Mục đích cũng giống như cái học tập tại nhà nước thôi, người ta cũng là cho con em mình để có học hành cho tốt, thì mình sẽ gắn kết người ta. Bây giờ tôi quý một hay là năm nay tôi có là ví dụ như là 20 suất cho quận 6 là tôi làm việc với ban giám thành phố quận 6, rồi là đã gắn với người của quận 6, tôi sẽ quận 6 là cho 20 phần này con em của họ phụ họ là quận 6. Tôi ví dụ vậy, từ quận 6 còn cái ngồi với cái ông phía học phía tài quận 6 đó, chứ không phải là người của mình, tên mình không nắm được địa bàn, mà mình mở mình tổ chức như hệ thống như là mặt trận tổ quốc khu phố dân phố thì làm nổi đâu, mà ta gắn như cái ông đó, ông xuống ông gắn như cái ông phía học phía tài để coi trước đây tôi cũng là chia hội trưởng phía học phía tài của phường, nó có một máy lên rồi, nhưng vì cái công việc nhiều quá tôi đã xin từ nhiệm cái chuyện phía học phía tài của phường rồi, nó nhiều việc lắm, thì ta gắn cái đó và chúng ta có suất. Chúng ta ví dụ có 2 triệu suất giờ giao cho quận 6, rồi mình chế mình làm việc với cái hộ phía học phía tài quận 6, rồi từ đó các họ mới đi tìm kiếm ở dưới đưa lên, chúng ta dự xét, chúng ta có cái hệ thống ngầm thì xét cho nó đúng hay không đó, rồi thì chúng ta bỏ tiền ra thì chúng ta làm được cái mục tiêu của ta đó, do là ta có cái ngầm ta đi kiểm soát kiểm tra có đúng không thì ta vẫn làm, mình giao người ta làm, rồi khi đó được rồi mình sẽ tổ chức ngày lễ xuống. Thì theo như tôi thấy cái cách làm đó thì nó nhanh nó lẹ hơn, là ta vừa vào cái hoạt động của cái nước đó mà cứ đọc lại là cũng hay hơn đó. Thì tôi riêng cá nhân tôi thấy là để xuất ra cách làm nó vậy thì nhanh. Và khi tới lại có trong cái tham gia thì có cái bệnh viện là một thứ hai mà cái bộ máy mình cái bệnh viện cái đề và cuối cùng là cái cách làm là gắn với cái kỹ năng hiện tại của hệ thống của họ hay nhất, đó là 4 cái công nhân đó rồi hết. Vâng, cảm ơn anh em. Xin có ý kiến khác không ạ? Vâng, xin tôi kiến là trong cái kế hoạch chúng ta cũng thấy rất cần thiết công ty học hỏi con em thì cũng học hỗ trợ cho nhân dân thì thứ hai tôi có kết là tôi đồng ý với kết là chúng ta chưa có trước tiên chúng ta phải có cái mục tiêu có cái đó có khó khăn cái nào chúng ta trong ban cái này cũng có góp phần chứ nào ngay từ đầu góp phần chúng ta nên bớt một chút trong cái nào qua đồng ý để chưa rất hài nguyên luôn trong một phần của mình sẽ phải. Cái
qua kiến tập bây giờ về như thế này thì theo cô thì mình cần biết mình cái gì cần biết và thì là cái hội trò quý hai một qua rồi quý hai thì chúng ta tổ chức như thế nào lấy quần 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 lấy xin trả lời số việc thì nó rõ.
cho xin lớn ông kiến bổ sung thêm như này. Thì thực sự là cái ban cứ đọc cái tài cũng như một số ban khác trong dòng họ mình ấy, thì lúc này từ xưa này nó cũng gọi là đẻ đã đặt tên ra, nhưng mà nó lình xình được không tổ chức. Thì lý do chính là thực sự là vấn đề cái con người đó. Thì phải hôm nay là bác Chiêm, bác ý là bác ý nhận nhiệm vụ này, đánh nhiệm vụ này. Hai bác sĩ qua quân đội, bác làm quá là bài bản rồi. Còn ngày xưa thì đúng là bác Huy không đảm bảo sức khỏe không có, không hiểu. Cái đó bác Huy cho biết bác ý lâu lập rồi. Thì qua từ bác cho thấy một điều này, đúng là muốn làm một mạch thì bác sẽ đúng là biết được câu tổ chức. Thì tổ chức thì bác hình thành nhân đúng như thế thì thấy cũng bắt đầu hình thành ra những bộ máy rồi. Vì cháu có cái thêm cái điều ở đây là đúng ra đây muốn học cái tài về tổ chức ấy. Mình nên gom ban thanh niên từ thiện tham gia vào đây đó. Và có thể sau này có thể gắn thêm đấy, đây là đề xuất rồi, để gắn thêm với cái ban phát triển đồng họ này là một cho nó thành cho nó mạnh để hoàn thành cái việc tổ chức. Còn về cách làm thì cháu thấy bác con làm cũng thế, quá bài bản rồi, xây dựng mạng lưới rồi kết hợp với lại các cái đơn vị chính quyền của các phường các quận, như thế mình dựa vào họ đúng không, xong rồi còn mình làm thêm trong cái phần lãnh đạo họ mình đâu, cho nên cho thấy là đúng là bác Hiền muốn nói cũng là chuẩn rồi đấy. Nhưng mà trong nghĩ một điều là tôi thấy là mình nói thì nói chung là cũng ở chính chất là vẫn đang hình thành nghe đúng cái chính sách hay là cái bài bản thôi, nhưng mà đúng là mình làm dòng họ cái này đúng thế thì mình phải làm là người bác phải xây dựng một cái tiêu chuẩn tiêu điểm đó bác bảo chú thế nào được khuyến nào và thế nào được khuyến tài, những đối tượng như thế nào cụ thể. Thì ngoài cái chuyện tất nhiên là ngoài cái chuyện mà cái mạng lưới cơ sở các cái phường các quận có mạnh rồi, nhưng chúng ta cũng nên chọn một vài cái điểm tiêu điểm đột phá. Ta nói ví dụ thôi nhé, ví dụ như bây giờ bác chọn cái đứa nào đó ở dòng họ nó rất học giỏi, nó chỉ cần một người giúp nó một tí thôi, họ giúp huých một tí thôi để cho nó làm sao nó vượt qua cái hoàn cảnh đầy khó khăn nó để nó lấy. Thì biết đâu đấy cho nó như trong tất cả những người ngồi đây đó là dòng họ đậm đậy của tôi cái đứa đó tôi nhận tôi luôn, nó ví dụ thế thôi. Thì mình cũng nên xây dựng một cái tiêu điểm và cũng nên thì phát hiện cái trọng. Còn về kinh phí trong nghĩ này thế là về tổ chức thì là kinh phí thì cháu cũng xin phát biểu mạnh dạn thế này, cũng là kinh phí thì ngoài cái chuyện mình vận động có ra cái chuyện này là phải nói thẳng là một phần đó là nhiệm vụ của dòng họ đấy, mình có thể trích một phần kinh phí từ dòng họ đấy, một phần là mình vận động đó xã hội hóa các mạnh thường quân rồi một xã hội hóa đó. Thì để kinh phí cháu trong những tình thế. Thế thì rồi về sau dòng họ mình chuộng mình cũng nên có cái cuộc họp giống như mình là quốc hội phân bổ ngân sách thôi chuộng một năm trích được cái nào bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu phần trăm tăng trưởng xuống thôi chứ cũng như là chiếm thì lại bao nhiêu để cho người ta có kinh phí hoạt động. Vâng vâng ở trong cái ý kiến rất nhiều các ý kiến tập trung vào để góp ý cho cái về cái tổ đại học nhân tài và cái gì trong cái này là ta cũng là lần đầu tiên là mới làm nên là có cái đó gọi là chưa có tiền lệ nên ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong cái vấn đề này để các ý kiến như là sát vào với chính quyền mà làm cái này thì đấy cũng nên làm cái đấy. Thì bây giờ ta phải làm riêng là cũng rất khó. Thì cái này để làm được rồi thì trước hết là ta lấy cái danh nghĩa là của dòng họ cấp cho cái giấy giới thiệu, cái cho danh chính quốc dân, nên là đến làm việc với thành phố và đến làm việc với các quận, các phường để làm việc với họ. Và đây là chúng tôi là của ban tổ chức dòng họ đến làm việc và xin liên hệ cùng kết hợp để làm việc đấy và cũng như ý kiến để chỉ đề. Mỗi năm như bây giờ mình chưa lập được thì mỗi năm mình đăng ký là tùy theo cái khả năng tài chính của mình. Nếu là đăng ký sẽ tặng cho các cháu trong dòng họ bao nhiêu suất thì đấy. Đấy thì cái đấy là một cái mà ta có thể xâm nhập ta có thể là làm được cái việc đấy ngay từ cái năm nay. Còn về cái quỹ thì đúng ta phải có vận động rồi có đóng góp quỹ thì mới thực hiện được. Thế không có tiền thì chúng ta không làm cái gì cả. Các cái quan trọng góp cũng là nhiều được ý thêm ý kiến thêm rồi. Còn về bản thân tôi thì tôi xin đăng ký ủng hộ trong cái quỹ này là một điều khó khăn. Tôi chủ yếu là với cái tinh thần thôi, còn đóng góp tôi xin
nó có lợi nhiều. Tôi thấy thế này, tôi thì cũng chưa là ưa hôn thôi. Tôi cũng xin góp 500 ngàn đồng để tiếp cái tôi làm việc để làm cái tiền đề cho ban đầu à. Hoặc là cái này cô được xong một hai tuyên chính bây giờ nó là quỹ ấy, thì trong những cái này cái nhiệm vụ mà các cụ mà đã tìm kiếm ra được những người mà xứng đáng được khen thưởng với học là đấy là nhiệm vụ chính. Nhưng bây giờ mình phải giao thêm cho các bác lại thêm cái nhiệm vụ đó là để đi vận động là rất là khó. Thì bây giờ mình tập trung một cái việc chính thôi, đó là việc mà mình tìm được những cái đối tượng mà xứng đáng được khen thưởng đấy, để làm gì, để làm cái vấn đề khuyến khích. Đấy, còn cái nhiệm vụ mà đi huy động trong vấn đề cái nguồn quỹ thì tôi đặt cái đấy chỉ là mình đặt cái thứ hai, tôi là cái vấn đề thứ yếu. Thì cái này tôi đề xuất hai ý kiến thế này. Cái nhất là trong đề nghị hội đồng họ võ của mình là trích phần quỹ, cái đấy rất quan trọng, vì một trong những cái quỹ hoạt động cho cái vấn đề khuyến học là rất là chính đáng. Tức là ngoài cái vấn đề duy trì các vấn đề khác ra thì cái vấn đề là tập trung cho vấn đề là khuyến học làm cái rất là chính đáng cho cái vấn đề về chi quỹ của dòng họ. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là huy động, cháu nhất trí là vấn đề là huy động đóng góp ở trong ban chấp hành. Cái này thì mình là vấn đề mình đưa ra quy định mà bạn đóng góp bao nhiêu thì nó cũng là khó khăn, nhưng mà để huy động, ví dụ như vừa rồi một người chúng con cháu chúng con có 1 triệu thì nó sẽ tự dân chủ hơn và nó thoải mái hơn. Thì ở đây chắc cháu nghĩ là những người hoặc là ai cũng sẵn sàng đóng góp thôi, nó không đáng bao nhiêu cả, và nó cái đấy cũng là tạo nguồn quỹ bắt đầu. Nhưng mà ý cháu là cái quỹ rất là quan trọng. Cái thứ ba đó là vấn đề huy động các nguồn, thực tế là 5-7 triệu thì với thì cũng là nhiều. Nhưng thực tế ra nếu mà với những cái điều kiện là mỗi người chung tay góp một chút, đặc biệt là nếu mà bắt đầu từ những cái doanh nghiệp lớn mà cái nó cần thiết thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ mà tập trung vào đi hoạt động quỹ rất là khó, ngay cái vấn đề hoạt động quỹ của họ cũng đã là tập trung vào một mối rồi, xong nó trích cái phần đấy ra, còn lại là có thể là chúng lại một phần còn lại để cháu ý kiến nhỏ thôi. Nhưng mà nhiều khi các cháu nghèo khổ
mà nó không được giúp đỡ thì nó không biết làm. Thì tôi phải là thằng giúp đỡ thằng người. Cái việc đầu tiên là hỗ trợ rằng cháu trong lòng họ nó nghèo khổ lắm, là quá nghèo, siêu nghèo. Thế thì cái đó là cái thứ bây giờ làm thế nào sẽ quan tâm. Điều thứ hai là đồng ý. Quý vị phát biểu, chúng tôi cũng ghi nhận rất nhiều ý kiến rất là, nhưng mà chúng ta có thể làm gì trong những ngày sắp tới? Cái phần thực hành là vô cùng quan trọng. Chúng ta nói thì cũng rất dễ thôi, nhưng mà thực hành như thế nào để nó thành tựu về lâu về dài cho dòng họ Phú Võ Phương Nam này phát triển, cái đó thật là không phải dễ dàng tí nào cả. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy ông Võ Văn Hiến, ông Vũ Ngọc Thạch, anh Vũ Hữu Chính là ba người có bề dày của lịch sử, mà hôm nay cùng nhau kết hợp chặt chẽ, đây là một cái nhóm đầu đàn. Tôi nghĩ là ba vị này đã phối hợp nhiều năm và làm tốt nhiều việc mà chúng ta hôm nay đang hiện diện ở đây. Kế đến, tất cả quý vị ở đây đều là nhân tài, lớp còn trẻ cũng như là lớp đã hơi lớn tuổi đều là có khả năng làm rất tốt cho dòng họ chúng ta phát triển về lâu về dài. Kính thưa quý vị, tôi thì có đi trên dưới 20 nước khắp nơi, rồi với nhà doanh nghiệp, với nhà triết học Phật giáo, chúng tôi đi nhiều nước. Thứ nhất là về đời sống hàng ngày, tôi qua Nhật, qua Trung Quốc, họ làm những cái hội trường, họ nói 50 năm nữa cũng không là hậu. Họ có tầm nhìn xa hơn mình. Chúng ta thì có thể nhiều khi có mảnh đất nhỏ, cứ muốn làm cái này cái kia ngay, tôi nghĩ là chưa phù hợp. Cái sân bay Long Thành mai mốt nó làm lên, nếu chúng ta làm nhỏ hẹp ở trong cái đất mình thì nó chẳng ra cái gì về sau này cho con cháu. Và tầm nhìn với 5-10 năm thôi, nếu chúng ta nhìn 20 năm nữa, 30 năm nữa thì nó khác hẳn. Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, hồi còn 20 năm về trước thì chúng tôi đã nghĩ ra đây cũng dường cái đất này cho dòng họ để mà mình mở rộng xung quanh nhiều mẫu cây thì mới có thể dòng họ mình cả từ miền Trung nhờ vào đây để mà sinh hoạt. Giờ đây thì mảnh đất bắt đầu có thể hàng nghìn người chứa được, như nếu mà 5.000 người thì không còn chỗ chứa nữa. Sân bay Long Thành xong rồi, nó sẽ ở đây. Bây giờ tôi đi lên hôm qua, có đi lên thì có nửa tiếng tới Long Thành không? Sài Gòn chạy qua đường cao tốc nửa tiếng tới Long Thành, rồi các nơi họ sẽ giàu có. Tương lai nhà nước ta cũng càng ngày càng đổi mới, hội nhập quốc tế, đi vào khắp mấy chục nước, gần như là 50-60 những nước tiên tiến trên thế giới. Rồi những người Việt Nam, dòng họ Vũ Võ các nơi cũng về đây, vân vân. Lúc bấy giờ nếu chúng ta có mảnh đất hẹp quá thì chúng ta làm sao mà hoạt động? Con cháu chúng ta lúc bấy giờ mua nó đắt quá rồi, không ai bán nữa, và nó trở thành đất vàng rồi. Chúng tôi có kinh nghiệm này đã từ lâu, cho nên là hôm nay tôi có mấy ý kiến như sau. Thứ nhất, chúng ta vừa vào ba vị đầu đàn này vừa nói rồi, tất cả chúng ta là nhân tài, đủ mọi người, đủ các thành phần, thì đây là một cái tâm lành lớn cho dòng họ chúng ta. Thứ hai, nghe Vũ Hữu Chính báo cáo
chúng ta có tới 2.800 thành viên dòng họ Phú Quốc, có danh sách của dòng họ từ các miền Nam này. Đây là một cái con số không nhỏ. Vì vậy chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, chúng ta xây dựng một cái dòng họ gọi là đánh giá hữu danh trong các dòng họ. Thứ nhất là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hòa hợp tất cả công việc với nhau như nước với sữa. Chúng ta, những người ở đây toàn là những người dân thân thì tâm lành với dòng họ, chứ không ai có lợi danh ở đây cả. Tôi biết các vị làm việc hình như là không có lãnh lương, cho nên là khi làm việc không có lãnh lương rồi mà lại không khéo vì vấn nạn, vì cật lạc, vì đối kháng thì nhiều khi nó cũng lãng phí. Cho nên là chúng ta làm thế nào để nói lên những lời hòa nhã, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Đó là nhân danh cố vấn trong cái nhóm. Tôi cũng mong muốn quý vị không làm mất lòng một ai. Nếu họ tự nguyện hợp tác với mình thì rất hoan hỷ, mà không thì chúng ta cũng giữ như này. Một là như vậy, như hết nhiều chân, chúng ta động viên toàn thể các thành viên dòng họ Phú Quốc. Động viên đây là uống nước nhớ về nguồn và nhân quả công bằng. Nếu mình tôn trọng tổ tiên, kính trọng ông bà cha mẹ, có hiếu với tất cả cha mẹ ông bà nhiều đời trước, thì chắc chắn sau này con cháu chúng ta sẽ giống hiền lương, hiếu kính chúng ta, không có gì sai khác. Thứ ba, muốn thành công trong các công việc, chúng ta phải cùng nhau đá như đội banh ấy, đá banh cho nọt lưới, chứ đừng đá vào chân nhau. Nếu mà đội banh từ thủ môn, từ người tiền trạm, từ xem rồi đá thì các vị thấy rồi, nếu mà chỉ đá vào chân nhau một tí là gãy đòn rồi hoặc là thua. Chúng ta phải đá nọt lưới, vân vân. Thì chúng tôi cũng biết này, thứ nhất là chúng ta phải mở rộng đất đai bằng cách này cách khác. Thứ hai, tôi nghĩ kinh nghiệm như miền Bắc, nhiều khi những nhà tài trợ lớn rồi lại kẻ công kẻ biết, rồi lại dùng quyền lực ở đây, gây ra đôi khi cũng mất đoàn kết chứ không phải là hay đâu. Chúng ta giữ đoàn kết là chính. Hôm qua chúng tôi có đi Long Thành với lại ban Nghĩa Trang. Thứ nhất là chủ trương báo cáo dòng họ như thế này: cái Nghĩa Trang thành phố gần 100.000 ngôi mộ, họ sẽ đuổi vào thời gian sắp tới, năm 3 năm tới, tức là mình Hưng Hòa. Thì bây giờ tôi biết là có nhiều người cũng muốn mua Nghĩa Trang của chúng ta, nếu bán được cũng kiếm được hơn 1 tỷ. Tôi nghĩ nếu cái tiền này xây bảo tháp thì không thiếu bao nhiêu. Cho nên là tôi có bàn với ban quản lý Nghĩa Trang là ta lên làm đẹp lại để bán nhanh lấy tiền, xung vào quỹ làm đẹp cho tổ đình Phú Võ phương Nam, với một cái Nghĩa Trang có thể chứa 2-3 nghìn như anh Vũ Đình Nguyệt đó là đề ra từ lâu rồi. Hôm nay chúng ta thực hiện và san lại mảnh đất này, báo cáo với tất cả dòng họ như vậy để chúng ta có một cái Nghĩa Trang. Những ai muốn chạy mộ từ Bình Hưng Hòa về đây hoặc là muốn để đây với cái giá khiêm tốn, thì chúng ta hàng ngày ít nhất còn có vài chục người đến để mà tham quan cái mộ mà tổ tiên để của họ, để cái để bảo tháp, rồi nên lễ rõ, rồi cho ấn cúng cái tổ đình ngành Phú Quốc phương Nam này. Đó là một.
cái nghĩa trang sẽ làm đẹp, xây thành cái nghĩa trang văn hóa và phân lô để mà lấy tiền cúng dường cho cái bên từ đường Vũ Võ Phương Nam này, tổ đình Vũ Võ Phương Nam. Đó là báo cáo với quý vị. Thì ban nghĩa trang cũng thống nhất là cái tiền này không phải phải để riêng tư cho ai, mà chỉ mục đích bán được để cúng dường xây cái bảo tháp con cái từ đường này. Thứ hai, theo ý bác kia hiến để ra là nên xây cái nhà thủy tạ ở cái ao cật lạc vì vấn nạn vì phỉ bán thì ta coi như giọt nước lá sen rơi vào lá sen. Nếu họ nói đúng thì chúng ta sửa đi, nếu họ nói sai thì chúng ta cho rơi như giọt nước lá sen, không nên chấp thủ làm cái gì. Đó là mới làm việc lớn. Muốn làm việc lớn các vị phải bỏ những việc nhỏ đi, nghe người ta chửi bới coi như là hát ấy. Xong rồi rơi cho nó rơi như giọt nước lá sen. Đây là Đức Phật dạy chứ không phải tôi nói. Đức Phật dạy tôi như thế, cho nên người ta có chửi tôi bây giờ. Nếu ta chửi đúng thì mình sửa, còn ta chửi sai thì cho rơi. Mình chửi không chửi lại được chiến thắng hai lần, chiến thắng cả mình và chiến thắng cả người khác. Đó là cái lời Phật dạy hơn 2.500 trước. Ta chửi mình đúng quá thì mình sửa nó đi, còn nếu không đúng thì mình cho nó rơi. Việc gì bắt vào thân mình cho nó khổ ra. Tôi cố gắng làm việc phải như thế thì mới thành công được nhá. Quen việc nhỏ để làm việc lớn. Nếu mà người ta chửi mình một thì cái chửi này năm ba thì mình thua rồi, ăn phần to rồi nhá. Người ta chửi mình một câu, mình này chửi này 4-5 câu rồi tôi phải ăn phần to chứ không chịu ăn phần nhỏ, thế là thua rồi đấy nhá. Thôi xin cảm ơn tất cả các bạn. Cái thứ nhất về nhân sự cho nhà báo phát biểu, nhà báo xin phát biểu. Dạ không ạ, mời bác nói. Cái thứ nhất về nhân sự ấy, thì như trong cái quyết định của chúng ta thì ta thấy rằng là có 4 vị, nhưng mà hiện nay thực sự có 3 vị thôi. Ông Huy thì đã làm đơn để xin nghỉ, đã làm đơn báo cáo lý do hoàn cảnh sức khỏe không đảm bảo được, cho nên là xin hội đồng dòng họ cho anh ấy được nghỉ khuyến học. Thì thực sự ra thì chỉ còn có 3 người, thì do đó cho nên mà cái số lượng người cần vào trong cái ban chấp hành cái ban cái hội khuyến học của chúng ta thì tôi nghĩ cũng rất đồng tình là ta phải thêm vào đây. Mà thêm ở đâu thì tôi đồng ý ý kiến của Tinh Thường là cái tổ từ thiện chúng ta cũng nên có người tham gia vào vấn đề này. Ở đây kinh nghiệm ở các cái phường ấy, thì hội khuyến học của các phường là không biết các nơi khác như nào, nhưng phường tôi ấy, là họ ghi danh sách hết cả các ông đảng viên thì dù là phải vào hết trong cái ban khuyến học, và có trách nhiệm lãnh đạo, có trách nhiệm đóng góp vào trong cái ban khuyến học này. Cho nên là tất cả các đảng viên ở các chi bộ chúng tôi là đều phải có tên trong cái danh sách hội viên hội khuyến học. Thế và lên đây tôi nghĩ rằng là chúng ta ở đây thì tuy không hoạt động chỉ có 4-5 người hoặc là sau này bổ sung thêm thôi, nhưng tất cả mọi người chúng ta đây cũng là thành viên của ban khuyến học trong dòng họ được, chứ không có phải là tất cả chúng mình ghi tên vào thành viên của ban khuyến học dòng họ Vũ Võ thì không có gì sai. Thì tôi nghĩ rằng là người ta chỉ cần một số những người khác cùng với ban khuyến học của chúng ta trực tiếp đi hoạt động. Thế còn chúng ta đây là thành viên cũng được, không có gì cả. Thì đây là cái thứ nhất về nhân sự. Thì cái này thì tôi cũng đề nghị, thì đây là đề nghị thôi. Xem cái từ thiện của chúng ta là lực lượng trẻ, lực lượng cũng có thể bố trí thêm một số người để vào cùng tham gia mỗi khi cần có hoạt động. Thì đấy thì tôi đề nghị cái thứ nhất về nhân sự. Thì
cái vấn đề y tế. Hiện nay quản vẹn chỉ có 3 người thôi. Và công việc thì rất là lớn. Bây giờ nhà nước quy định là cũng có vận động là dòng họ khuyến học, gia đình khuyến học. Cho nên là dòng họ ta làm tôi thấy hết sức là đúng đắn đấy. Hết sức là hay, không có gì. Thì đấy là cái thứ nhất là về vấn đề về nhân sự. Tôi cũng xin có một ý kiến như vậy. Do đó cho nên là ta cũng cần nghiên cứu thêm. Hai nữa, về phần thứ hai, làm gì thì làm cũng cần phải có cái quỹ, cũng phải về làm gì cũng cần phải có quỹ để hoạt động. Và quỹ này là để cho chúng ta giúp cho các cháu, giúp cho nhân tài chính là của con cháu của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị lớp trẻ đây, chúng tôi thấy đây có mấy người đầu bạc, như tôi là một đấy, Pháp Kiến với ông Thạch này cũng bạc, còn đây là toàn lớp này là lớp không cần hay cái có nhá, có cái nghề của kế thừa làm việc. Tôi nghĩ là tất cả lớp này là rất khỏe và rất mạnh trong thời kỳ đổi mới này. Chúng ta phải làm cho không những trong nước và ngoài nước phải lẻ mặt chúng ta. Tôi mong muốn như thế, mong rằng cả các lớp trẻ Pháp Kiến cũng như vậy. Tôi một cái khác là ông nói này, họ ta có trẻ có già, có thêm một lớp thứ ba trù trù. Đó, già này, quý thời gian không còn nhiều. Cho nên là mong rằng lớp trẻ kế thừa, con hơn con cháu hơn cha là nhà có phước, chứ không phải là không có gì khác. Cố gắng làm nhanh nên làm mạnh lên, mình nghĩ là có quả báo á, tốt. Có con cháu mình nó sẽ hiếu kính mình và nó sẽ giàu có, chứ không phải là cái chuyện bình thường, không phải như ta danh lợi ở ngoài đời đâu. Tôi biết về nhân quả, người hiền ở đâu có đạo đức ở đó có hạnh phúc, ở đâu có hạnh phúc ở đó phải có đạo đức, chứ không thể có ác tâm ở đây hay là có những nốt nát ở đây mà thành công được. Đúng. Còn cái quỹ lớn nhất của chúng ta là cái tâm của mọi người nhỉ, đúng không? Tâm của các người hoạt động. Nhưng mà có tâm mà không có tiền để hoạt động thì cũng không được. Đó cho nên tôi nhất trí là thế này. Khi làm khuyến học đã có tiêu chuẩn rồi, tiêu chí rồi. Con cháu học giỏi, rồi là nghèo vượt khó. Mình ta phát hiện nhân tài và khó khăn thì ta cũng phải giúp đỡ để cho các cháu vươn lên. Đó là tiêu chí cụ thể rồi. Thế do đó cho nên thì tôi rất nhất trí là gì? Quỹ chúng ta vận động. Đây là vận động chứ không có quy định là ai phải bao nhiêu nhé. Đây là vận động. Còn khi mình bảo là 1 triệu thì người ta cho 5 triệu, 10 triệu thì sao? Cho nên nếu đề ra một cách cụ thể thì càng được ít hơn. Đề cụ thể là được ít. Thế đó, cho nên là cái này ấy, mà còn quỹ khi ta đã có, nhưng ta cũng cần phải trích cái quỹ của dòng họ ra để ta khuyến học khuyến tài. Tôi nói các dòng họ khác người ta không biết, nhưng mà riêng dòng họ ta thì Đồng Nai ấy, cũng tổ chức khuyến học khuyến tài cho các cháu trong mỗi kỳ ta sinh hoạt hoặc là dỗ tổ. Thì vừa rồi Đồng Nai mỗi phong bì mỗi cháu 7 triệu, à 700 ngàn, mỗi phong bì các cháu là 700 ngàn. Tôi thấy là thế là tương đối một đông lắm đấy. Cho nên là vừa rồi mình chỉ có các cháu mới lần đầu tiên mấy cháu thôi, 9 cháu, mỗi cháu 1 trăm, đúng không? Cho nên nó hơi giảm, cũng chưa gọi gì là khuyến khích lớn. Thế do đó cho nên tôi nhất trí là vận động và trích một phần quỹ của dòng họ ra mỗi khi cần thiết. Và đây là cái nhân tài lâu dài của đất nước, của dòng họ của đất nước, chứ không phải là cái chuyện thế hệ trẻ nữa.
còn về cái hoạt động, phương thức hoạt động, phương pháp hoạt động của ta, tôi cũng đồng ý với chỗ anh chị theo rồi. Thế mà mình phải kết hợp, chứ mình cứ tách riêng ra một mình thì không thể làm gì được đâu. Nên phải kết hợp với phương, rồi với các đồng họ bạn, với các phường, quận thì ta mới làm. Nên cái phương thức hoạt động của ta thì phương thức nên như thế. Thế còn chỗ bác Lân có nói về cái chuyện tôn giáo thì tôi nghĩ rằng là cái này cái dòng họ ta mình cũng không có cái gì phân biệt tôn giáo cả. Một cái điển hình của ta tức là cách đây mấy năm thì cái dỗ tổ của chúng ta thì cũng có nhiều cái tôn giáo ở đấy. Cái anh Nga Hòa Hả, cái anh gì ông cha sứ chánh sứ Văn Ánh, ông cha sứ Tân Định, ông phát biểu một bài rất hay: dù tôn giáo nào cũng là con cháu của họ, chứ ta có phân biệt gì đâu. À, nếu ai thắc mắc tôn giáo nào thắc mắc thì xin ta cứ giải thích như thế thôi, con cháu tổ vì tự do tôn giáo mà pháp thích thì đạo này thích đạo kia, nhưng mà anh vẫn là con cháu của tổ, vũ võ bản bộ thì cần phải đến với tổ chứ không phải đến với tôn giáo. Thì đây thôi, đề nghị chúng ta đã có những cái giải thích như vậy. Thế thì một vài ý kiến chính như thế thì không biết tôi tóm có hết không, nhưng mà tôi thấy rằng là những cái nét cơ bản như vậy thì các vị có đồng ý thì để là thông qua vấn đề này. Vâng, xin anh chị cả ý kiến của các vị mình, nhưng mà có một ý kiến thắc mắc các bạn thêm thế này: để mà thực hiện cái này thì cái quan trọng nhất là những cái mà chúng ta tiến hành khen thưởng và hỗ trợ phải có tác dụng động viên được mọi người và mọi tổ chức của họ, đấy là quan trọng. Chứ còn nếu không nó sẽ phản tác dụng. Do đó, cho nên là tới đây thì chúng tôi sẽ có một cái quy định cụ thể, sẽ thảo ra quy định cụ thể về tiêu chí như thế nào thì do hội đồng dòng họ khen thưởng. Đến mức nào thì do có thể, nếu mà sau quan có thì quan khen thưởng, có mức nào thì phường khen thưởng. Đấy, thứ nhất thì phải có tiêu chuẩn, chứ không phải là ta tiêu chuẩn rộng hoang được, mà người ta làm tổ chức từ phường lên thì mỗi nơi có cái tiêu chuẩn cụ thể, như thế để cho nó hạn chế lại, nó có ý nghĩa. Thì chúng tôi sẽ có cái thảo về cái vấn đề tiêu chí như thế nào và cái mức độ như thế nào, thì chúng tôi sẽ có cái văn bản cụ thể thêm. Nhưng ở đây ta không biết cái nét chính gì đâu, nhưng còn cái cụ thể này chúng tôi sẽ thế này là từng bước một. Về tổ chức cũng vậy, cũng thế này là từng bước một, người ta làm chứ không cho nó vững chắc mà. Nhưng vững chắc không phải chúng ta làm dần dần, chúng ta sẽ làm vững chắc khẩn trương cho nó càng ngày khẩn trương là bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Vì như anh nói thì chúng ta ngồi đây nhiều anh em đã già rồi, tất nhiên là trẻ sẽ kế tiếp, nhưng mà chúng ta làm bao nhiêu thì đỡ cho lớp sau sau đi rồi. Cho thấy như thế thì phải ngành gì thì tôi sẽ tham gia cái này đâu, còn mọi ý kiến thì chúng tôi tiếp thu. Và tôi có quyền và Hà trước mắt và cùng với ông Thạch ông Chính thì sẽ bàn cụ thể vấn đề này, thì những người triển khai mà nhưng mà chủ trương chủ tịch làm rồi phải không, chúng tôi triển khai cụ thể. Thì khi cụ thể sau này mà khi nào ở đâu thì các lần cuộc họp của hội đồng chúng tôi sẽ báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của cái công tác này. Vì cái này như thế là ta đã thực hiện, và bây giờ thì ta đã có hai cái bản nhập lại rồi, tức là cái ban phát triển tài và cái ban phát triển dòng họ đã nhập lại rồi. Đấy, còn việc tiếp thêm dòng lại thì ta thêm vào cho nó rộng hơn, chứ thật ra cái này ta đã làm rồi. Thế xin đi. Thật sự ngắn thôi, xin ngắn thôi. Thì cháu cũng xin phát biểu rất ngắn thôi. Đây là những kinh nghiệm thực hiện, là đây cũng là cái kinh nghiệm của dòng họ thì cháu ở ngoài quê thôi. Thì là cũng xây dựng tiêu chí tiêu điểm, ví dụ như là học sinh giỏi ở trung cấp thành phố chứ, hay là lỗ đại học chứ, mặc dù nó chỉ có 50-80 thôi, cộng cái giấy khen thôi. Thế nhưng mà các cháu thì rất là phấn khởi. Như con thì cháu ở trong Sài Gòn mà được các cụ ngoài kia gửi vào là nó rất là trân trọng. Cháu nói ví dụ thế.
Nhưng ngoài ra trong dòng họ thì cháu ở ngoài quê chúng tôi phát hiện ra ở đây một hai đứa này nó rất khó khăn, bố mẹ nó rất nghèo, bây giờ nó bỏ thì có ai nuôi đâu, có người nó sẽ nuôi. Cháu nói như thế này cái cách làm thôi. Cháu nghĩ là nó vấn đề là khuyến học đây cái tài này thứ nhất là động viên cái thành kịp thời những người học giỏi, hai là những hoàn cảnh khó khăn rồi. Còn bây giờ tất nhiên còn cái chuyện là như chú chơi đó là bây giờ mình vận động. Vâng, tất nhiên ở đây chú nói là đấy thì đây cháu có điểm trên cái chú khôi nữa, tất nhiên là đây mà vận động của ban chấp hành mỗi người 1 triệu đó, như vậy chú thành cái đúng đấy là chúng ta vận động những người ở đây đâu có là có chưa ít nhiều chứ không nhất thiết phải là 1 triệu. Và nếu mà đóng góp 1 triệu thì không người ta không mang tiền thì ta muốn rất là ngại, nên lần sau ai mà họp ban chấp hành nữa đó là chú. Còn tất nhiên cho là chú mừng tất cả những người đây giả sử 1 triệu chân nữa thì đối với cả cái quỹ là họ mình 10 triệu 20 triệu đấy trả gì, nó không là cái gì, không sớm được ông chú. Cái chính là cái mà mình vận động từ đây thì xong rồi, còn tất nhiên nó là cái công tác vận động xã hội nó lâu dài chứ. Ý kiến là thứ nhất là cái cũng như lúc nãy chú Chiêm nói là sự phát triển cái quận Bản Tinh và bình dân của các cháu thì rất thật sự cũng rất là yếu, mặc dù là cái tích cực của cháu tại vì cháu lại là họ, không phải là họ phú quý, thành thử ra là khi mà hoạt động thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, cho nên là cháu cũng rất chi là mong là chú Hiền xuống hỗ trợ luôn cho cháu và cái quận Bản Tinh khuyến học khuyến tài luôn, tiến tiến luôn. Vì thứ hai nữa là cháu cũng vận động được một cái của họ Vũ Võ, nghĩa là có một đội ngũ giáo viên sẽ dạy một buổi, là mỗi một tuần là một buổi sẽ dạy từ thiện cho dòng họ toán lý hóa, sắp coi như là cũng đang chờ cái quyết định của phường là ra cái quyết định câu lạc bộ dòng họ Vũ Võ hiếu học. Thì cháu cũng xin báo cáo luôn, tại vì cái ông Võ Văn Minh là đáng lẽ hôm nay chú thầy giáo cũng đến nhưng không biết lý do gì là thầy không có mặt. Thì đấy thì cháu cũng xin báo cáo luôn cái phần khuyến học khuyến tài của cái quận Bình Tân, tuy là hoạt động rất là tích cực rất mạnh nhưng mà nó cũng chưa được đi vào một cái gọi là cái sức mạnh, cái phần cũng rất là mong lòng họ mình hỗ trợ thêm đó. Thì cái cũng khi mà đã cấp được coi một cái coi như là gia đình coi như dòng họ hiếu học rồi, nhưng mà bây giờ con không thể đứng tên được, cho nên là ông Võ Văn sắp tới đây sẽ câu lạc bộ dòng họ hiếu học thì sẽ là thầy Võ Văn Minh sẽ là đứng coi như là câu lạc bộ đấy, thì cũng là một vận động được một cái ba của dòng họ, thì con cũng xin báo cáo như vậy. Vâng, rất là hay.